Dũng Mobile xin chào các bạn. Trong video clip hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn cách khắc phục một trong những lỗi cảm ứng mà ở dòng iPhone 6 và 6 Plus rất hay gặp phải các bạn nhé. Đây là iPhone 6 Plus của khách hàng mang tới với Dũng kiểm tra trong tình trạng máy bị rớt bể màn hình, mất hiển thị và sườn cong như thế này. Mình đã thử test một cái màn hình khác thì máy vẫn còn lên nguồn bình thường, gọi tới vẫn ok nhưng cảm ứng trượt không được. Riêng ở iPhone 6 và 6 Plus thì thiết kế sườn rất là dễ bị cong, theo khảo sát đa số của khách hàng sử dụng là vậy. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo men ra khỏi máy, phần này mình sẽ lướt nhanh bởi vì trong những video clip trước mình đã có hướng dẫn chi tiết cho các bạn rồi nhé. Sau khi đã tháo men xong thì các bạn sẽ tiến hành kiểm tra nguồn cấp. Bởi vì hầu hết IC nếu muốn hoạt động được thì cần phải có nguồn cấp như các bạn cũng đã biết. Đầu tiên, các bạn mở sơ đồ bố trí linh kiện lên và tìm đến vị trí IC cảm ứng có ký hiệu là U2402 và U2401. Tiếp theo, các bạn chuyển qua sơ đồ mạch và sẽ nhìn thấy ở đây nó có hai cuộn áp chính cấp cho hai con IC cảm ứng này. Sau đó các bạn quay trở lại sơ đồ bố trí linh kiện và tìm đến vị trí IC cấp áp chính cho hai con IC cảm ứng U2402 và U2401, và con IC đó có ký hiệu là U1501, là con IC này nha các bạn. Quay trở lại với sơ đồ mạch U1501 thì chúng ta thấy có 4 đường áp chính cấp cho hai con IC cảm ứng này, nó đây các bạn. Và các bạn lưu ý 4 đường áp này chỉ xuất khi chúng ta gắn màn hình vào, cấp nguồn lên thì chúng ta mới đo được. Bình thường nếu không gắn màn hình và không cấp nguồn thì những áp này sẽ không có. Tiếp theo các bạn tìm tụ C1504, 1577 và 1569. Nó sẽ xuất 3 áp 5V7, tụ C541, áp 5V1, tụ C2403, áp 1V8 xuất từ IC nguồn lớn U1202. Với cái men này, mình kiểm tra tất cả các áp đã phân tích trên sơ đồ mạch thì thấy tất cả các áp đều đầy đủ hết các bạn nhé. Vậy chúng ta có thể kết luận nó bị lỗi đường tín hiệu từ CPU A8 qua IC cảm ứng hoặc bản thân IC cảm ứng bị lỗi. Theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ bắt đầu làm từ con IC cảm ứng, và bây giờ mình sẽ tiến hành làm con IC cảm ứng U2402 trước. Máy này bị chấn động mạnh nên chân dưới bụng IC trên men bị đứt hai đường, kèm theo là những cái chân mát và chân chống bị đứt rất nhiều. Nhưng không quan trọng, mình chỉ cần câu lại hai chân tín hiệu này thôi là sẽ ok các bạn nhé. Ok, sau khi câu chân lại thì chúng ta tiến hành đóng con IC mới vào. Đóng con IC mới này xong, các bạn kiểm tra lại xem nó đã ok chưa. Nếu vẫn chưa ok thì các bạn sẽ tiếp tục làm con IC cảm ứng U2401. Lưu ý các bạn là chúng ta chỉ làm con IC cảm ứng thứ hai U2401 này khi các bạn đã đóng xong con IC cảm ứng thứ nhất U2402 mà máy vẫn chưa hoạt động trở lại được bình thường.
sau khi đóng con IC thứ nhất U2402 thì cái main này nó đã ok rồi đó các bạn. Vậy thì cái main này nó chỉ bị lỗi con IC cảm ứng U2402 thôi nha các bạn. Còn trường hợp đối với những máy bị hở CPU A8 thì bên mình cũng đã từng làm qua nhưng độ ổn định không cao đó các bạn, nên tạm thời bên mình chỉ can thiệp tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.